Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý cần thẳng, nhưng khí nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước nên xét lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện. Bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bè bạn, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với người dù gần gũi, thân thiết nhất, vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hóa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Ít nói cho lòng được tình thanh, cho tâm hoa nở đóa sen lành. Nhiều lời lắm lỗi đa phiền não, bao nhiêu rối rắm mãi vây quanh. Ít nói quay về với tự tâm, nương theo hơi thở niệm Phật thầm. Sáu cửa cài then phòng hộ ý, tỉnh thức từng giây dứt lỗi lầm. Ít nói cho đời bớt nhiễu nhương, chỉ cần im lặng trải tình thương. Gìn thân miệng ý như gìn ngọc, hoa từ trái huệ tự thơm hương. Ít nói không là câm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. Một lời đem lại nhiều an lạc, hơn cả ngàn muôn rộn ý sầu. Ít nói tâm rền tiếng Phật âm, lắng nghe an tịnh thoát mê lầm. Con nguyện vuông tròn câu chánh ngữ, thắp đèn tuệ giác rạng trong tâm. Dẫu có nói ngàn lời vô ích, chẳng dính gì hạnh phúc cho đời, chỉ bằng chỉ thốt ít lời, thấm nhuần đạo lý giúp người bình an. Dẫu có đọc trăm ngàn câu kệ, chẳng có gì liên hệ niết bàn, chỉ bằng nói pháp ngàn vàng, nghe xong lợi lạc bình an cõi lòng. Dẫu có giảng rất nhiều bài pháp, không giúp người bỏ chấp hết sầu, sao bằng lời pháp nhiệm màu, nghe xong hạnh phúc thật lâu trong người. Người thắng trận trước ngàn quân giặc, đem khải hoàn hạnh phúc nước nhà, chẳng bằng người thắng được ta, chiến công oanh liệt sâu xa tuyệt vời. Tự chiến thắng vượt trên tất cả, hơn kẻ thù giặc giả biên cương. Lành thay điều phục bản thân, sống trong hạnh phúc không còn sầu đau. Dù quyền lực như trời thần quỷ, hay ma vương kẻ dữ ngang tàn, không người có thể sánh bằng. Một người tự thắng không còn vọng tâm. Dù cúng tế hàng ngàn vàng thẻ, cho thần linh thượng đế trăm năm, sao bằng ủng hộ thánh nhân, xóa mê khai ngộ dẫn đàn an vui. Dù thờ lửa trăm năm rừng thẳm, cũng không bằng cúng hàng chân nhân, cúng dường người trí tốt hơn, trăm năm tế tự mơ màng phước duyên. Dù hiến tế trăm năm thượng đế, cầu phước lành tuổi thọ dài lâu, chẳng bằng được một phần tư lễ người chánh trực
tâm từ thường gieo. Ai cung kính chân tu đạo lực, thực hành theo phước đức sanh sôi, dồi dào sức khỏe đẹp tươi, sống lâu hạnh phúc thảnh thơi tháng ngày. Nếu phải sống trăm năm phóng đãng, sao bằng ngày thiền quán tinh chuyên, trăm năm mê muội triền miên, một ngày tuệ giác hành thiền bình an. Dù có sống trăm năm lười biếng, sao bằng ngày tinh tấn hết lòng, vượt qua gian khó đục trong, quyết tâm đạt được thành công mới dừng. Trăm năm sống mê thân ngủ uẩn, vướng luân hồi lẫn quẩn vần xoay, chỉ bằng ngày một ngộ ngay, vô thường sinh diệt tại đây bây giờ. Trăm năm sống không rành bất diệt, sao bằng ngày ngộ biết vô sanh. Trăm năm mù pháp thượng nhân, không bằng ngày ngộ pháp môn cao vời. Giữa người với nhau chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ, nhưng chính sự khác biệt nhỏ ấy sẽ quyết định con người thất bại hay thành công, đau khổ hay hạnh phúc. Sự khác biệt đó chính là tâm lượng và thái độ sống. Có lần Đức Phật dạy rằng loài người được chia làm hai hạng. Một hạng như cái giếng nước ở ngã tư đường cho muôn người sử dụng, một hạng như cái giếng nước nằm trong rừng sâu, hiếm ai dùng được. Hạnh phúc thay nếu bạn được người khác lợi dụng, điều đó chứng tỏ rằng bạn có giá trị nên người khác mới trông mong, nhờ cậy. Thế thì ta không nên sợ bị người đời lợi dụng, chỉ sợ lòng mình hẹp, chẳng ai dám cậy nhờ. Tâm ta giống như một con đường, ta càng tính toán, càng lắm mưu nhiều kế, thì con đường ấy càng cục. Đường rộng không bằng tâm rộng, tâm rộng một tấc, đường rộng một trường. Nhà rộng chẳng bằng tâm rộng, mệnh tốt không bằng tâm tốt. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta hay nói về đau khổ, về khổ, về sự khổ ải vô biên. Vậy thì người như thế nào sẽ khổ? Đầu tiên là người có khuynh hướng cực đoan. Nhà Phật thường nhắc đến đạo lý sống trung đạo. Cái gọi là trung đạo chính là không đi theo hướng cực đoan quá mức. Bởi lẽ bất cứ việc gì khi đi đến cực điểm cũng sẽ bắt đầu rơi xuống theo hướng ngược lại. Tương tự như vậy, nếu như một người đen đuổi đến mức cực điểm, cũng chớ vội cực đoan, nghĩ không thông. Bởi thường thì qua cơn bị cực đến hồi thới lai, qua lúc khó khăn đến hồi thư thái đó mà. Và ngược lại, khi thành công gặp vận may, cũng đừng quá đắc chí mà hành xử thiếu suy nghĩ, thì họa sẽ liền kéo đến. Thứ hai, đó là người tự cao tự đại. Sống ở trên đời, người khiêm tốn thường được yêu mến. Ngược lại, tự cao tự đại sẽ bị người khác chán ghét. Điều này thì hầu như ai cũng hiểu rồi, nhưng vẫn thường mắc phải. Người ta thường hay rước lấy thị phi là vì nói quá nhiều, thích can dự vào chuyện không đâu. Sống trong nghịch cảnh, cần phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Sống trong điều kiện thuận lợi, an lạc, nên giữ tinh thần thận trọng, đề cao cảnh giác để đề phòng họa hại. Lúc thành công nên tự nhắc bản thân hãy khiêm tốn, đừng khoa trương hay huyễn hoặc bản thân. Thứ ba là người quá tham vọng. Một đời người khi đến trần trụi, khi ra đi cũng trần trụi. Ăn uống một ngày cũng chỉ là ba bữa cơm, ngủ cũng chỉ cần đến một phòng. Vậy thì ôm dục vọng quá lớn để làm gì, trong khi nó chỉ khiến con người ta luôn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Dục vọng quá lớn cũng là nguồn cơn của mọi khổ đau trên đời. Con người muốn bớt phiền não, đầu tiên cần phải học được cách buông. Nhưng hãy hiểu rằng
buông chính là buông tham muốn, chứ không phải là buông bổn phận và trách nhiệm. Thứ tư là người hay xét nét. Có những lúc con người sống quá xét nét sẽ trở nên phiền não bởi những việc tiểu tiết xung quanh. Sống phớt lờ một chút có khi lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì người hay xét nét thường quá nghiêm túc, bất luận là việc lớn hay nhỏ đều cho là to tát, nghiêm trọng, nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi. Cuộc sống luôn bị những việc vặt vãnh chi phối, chiếm hết thời gian, khó mà cảm thấy vui vẻ, thanh thản. Trong khi đó, người sống phớt lờ sẽ ít bận tâm đến những việc xung quanh. Có lẽ vì thế mà cuộc sống trở nên giản đơn và có phần qua loa đại khái. Nhưng cũng nhờ vậy mà họ tìm được hương vị thực sự của đời sống bình an. Làm người hãy cứ đơn giản, làm việc hãy cứ thực tế, để tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng, giản đơn, thông dong tự tại, vậy là đủ. Người có trí gấp làm việc thiện, tránh ác gian như tránh vực sâu. Việc lành lần lửa không mau, tâm tà dành chỗ khổ đau tới liền. Ai đã lỡ gieo trồng nghiệp ác, đừng làm liều tiếp tục gây thêm. Chớ mà biện hộ tìm quên, quả sầu phải gặt xích xiền bủa giăng. Có cơ hội gieo trồng giống tốt, nhớ siêng năng chăm sóc làm hoài. Căn lành tăng trưởng mỗi ngày, những ai tích phước nay mai an lành. Kẻ làm ác quả sầu chưa trổ, chẳng phải do nhân quả không thiên. Đến khi quả xấu kề bên, ác thời gặp ác, khổ phiền ngày đêm. Người gieo thiện quả lành chưa có, chính là do giờ trổ còn xa. Đủ duyên cây thiện trổ hoa, ở hiền gặt phúc hẳn là lý chân. Đừng xem nhẹ những điều ác nhỏ, vì cho rằng chẳng có hại chi. Hãy xem nước nhỏ vào ly, mỗi giây một giọt, ly ti đầy tràn. Người ngu tối tham gian ác đạo, ngày qua ngày gây tạo nghiệp duyên. Tâm tà nhân xấu tăng thêm, đến khi quả trổ triền miên muộn sầu. Chớ xem thường điều lành nho nhỏ mà cho rằng chẳng có nghĩa gì. Bình trạng do nước nhỏ rì, siêng năng làm thiền sánh vị trăng sao. Người sống thọ tránh xa độc dược, doanh nhân khôn tránh lối hiểm nguy. Người khôn làm chủ hành vi, lánh xa điều ác, hướng đi an toàn. Bàn tay tốt có cầm thuốc độc, không hại ai thương tật héo sầu. Cũng vậy người thiền trước sau, không gây nghiệp ác khổ đau cho người. Kẻ xấu ác hại người đạo đức, như bụi mù đang ngược gió bay. Khổ đau xử kẻ ác ngay, quả sầu hành hạ khó tại trốn đâu. Người thiện vừa sinh từ bụng mẹ, kẻ ác gian sa đọa cõi sầu. Thiện sinh thiên giới rất mau, cực thiện chứng đạo thâm sâu niết bàn. Dầu bay liền trên trời cao vút, hay lặng bơi mất hút biển sâu, chui vào hang đá đi đâu, cũng không trốn được quả sầu đã gieo. Dầu bay liền trên trời cao vút, hay lặng bơi mất hút biển sâu, chui vào hang đá đi đâu, tử thần đeo bám không sao xa lìa. Có khi nào bạn tự hỏi, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại? Tồn tại là sống như một cỗ máy được lập trình, còn sống là cảm nhận ý nghĩa của sự sống từ những điều rất nhỏ. Có những điều đơn giản trong cuộc sống ta đã vô tình quên mất. Chỉ cần dừng lại một phút để suy ngẫm, ta sẽ thấy những điều ấy ý nghĩa như thế nào. Hãy dừng lại một phút để lắng nghe hơi thở của thiên nhiên. Hơi thở đó có thể là tiếng mưa rả rích, là những tia nắng ấm áp, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc khi gió ngang qua. Hãy dừng lại một phút để nghĩ về những điều bạn đã làm được và chưa làm được.
hãy dừng lại một phút để nói chuyện với những người bạn cũ. Những giây phút trò chuyện ngắn ngủi ấy có thể làm ấm thêm trái tim của chính bạn. Hãy dừng lại một phút để quan sát lũ trẻ nô đùa. Có phải chúng thật hồn nhiên không? Hãy dừng lại một phút để xem cuộc sống đang dần đổi mới xung quanh ta. Hãy dừng lại một phút để nhớ về những người bạn yêu thương, để ý thức rằng họ quan trọng với bạn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những người ta thương khi họ đã đi xa mãi mãi. Hãy dừng lại một phút để ngẫm về việc thời gian không bao giờ trở lại. Và đừng quên dừng lại một phút để trở về với chính mình. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, sống với bây chừ hạnh phúc nơi đây. Có khi nào bạn tự hỏi, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại? Tồn tại là sống như một cỗ máy được lập trình, còn sống là cảm nhận ý nghĩa của sự sống từ những điều rất nhỏ. Có những điều đơn giản trong cuộc sống ta đã vô tình quên mất. Chỉ cần dừng lại một phút để suy ngẫm, ta sẽ thấy những điều ấy ý nghĩa như thế nào. Hãy dừng lại một phút để lắng nghe hơi thở của thiên nhiên. Hơi thở đó có thể là tiếng mưa rả rích, là những tia nắng ấm áp, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc khi gió ngang qua. Hãy dừng lại một phút để nghĩ về những điều bạn đã làm được và chưa làm được. Hãy dừng lại một phút để nói chuyện với những người bạn cũ. Những giây phút trò chuyện ngắn ngủi ấy có thể làm ấm thêm trái tim của chính bạn. Hãy dừng lại một phút để quan sát lũ trẻ nô đùa. Có phải chúng thật hồn nhiên không? Hãy dừng lại một phút để xem cuộc sống đang dần đổi mới xung quanh ta. Hãy dừng lại một phút để nhớ về những người bạn yêu thương, để ý thức rằng họ quan trọng với bạn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những người ta thương khi họ đã đi xa mãi mãi. Hãy dừng lại một phút để ngẫm về việc thời gian không bao giờ trở lại. Và đừng quên dừng lại một phút để trở về với chính mình. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, sống với bây chừ hạnh phúc nơi đây. Có một câu chuyện như thế này. Trước đây có một ông nhà giàu gia tài ức vạn, nhưng mỗi ngày những chuyện khiến ông phiền não cũng nhiều như khối tài sản ấy. Hàng xóm sát vách của ông là hai vợ chồng xây đậu phụ. Từng có câu ngạn ngữ đại ý rằng ba nghề nghiệt ngã nhất trong đời chính là nghề nguội, chống thuyền và xây đậu phụ. Nhưng hai vợ chồng xây đậu phụ này lại sống và làm việc rất vui vẻ. Mỗi ngày tiếng họ ca hát cười đùa không ngừng truyền đến tai ông nhà giàu từ sáng đến tối. Một hôm, bà vợ của ông nhà giàu hỏi chồng: "Chúng ta có nhiều tiền như vậy nhưng không hiểu sao lại không được vui vẻ như hai vợ chồng xe đậu phụ nhà hàng xóm ha?" Ông nhà giàu nói: "Tôi sẽ làm cho họ ngày mai có muốn cười cũng không cười được nữa." Đến đêm khuya, ông nhà giàu liền một thỏi vàng ròng sang phía bên sân nhà hàng xóm. Ngày hôm sau, phía hàng xóm quả nhiên im lặng, không có chút động tĩnh gì. Hóa ra họ đang bận tính kế với thỏi vàng ròng từ trên trời rơi xuống. Hai người cảm thấy mình đã phát tài rồi. Cái việc xây đậu phụ vừa khổ vừa mệt này từ nay không cần phải làm nữa. Nhưng nếu dùng thỏi vàng này làm ăn, chẳng may thua lỗ thì phải làm sao? Còn nếu không làm ăn gì cả thì thế nào thỏi vàng này cũng mau chóng hết. Người chồng còn phân vân rằng nếu việc làm ăn ngày càng phát đạt thì nên cưới cô vợ bé trẻ đẹp hay nên thôi luôn bà vợ già thô kệch này. Người vợ thì đang nghĩ: "Nếu sớm biết có ngày mình phát tài thì ngày xưa đã không cưới gã xây đậu phụ đáng ghét này." Mới hôm qua hai vợ chồng còn vui vẻ hạnh phúc biết bao, mà hôm nay đã không còn tâm trạng nào để nói cười với nhau nữa.
nỗi buồn phiền đã bắt đầu xâm chiếm hết tâm tư của họ. Điều khiến cho hai vợ chồng càng đau khổ hơn là tại sao ông trời lại không rơi xuống thêm mấy thỏi vàng nữa để họ có thể thực hiện ngay mọi suy tính trong đầu. Câu chuyện này giúp ta nhận ra rằng cuộc sống vốn không có phiền não. Nhưng khi ngọn lửa dục vọng được đốt lên, phiền não sẽ lần lượt kéo đến gõ cửa lòng ta. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy, đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Cách duy nhất để thoát khỏi vướng mắc của ác mộng, phiền não chính là thức tỉnh. Cách duy nhất để quên đi mọi bất hạnh của đời người chính là buông xuống. Thời gian chẳng đợi ai đâu, làm gì tốt được cho nhau thì làm. Cho là buông xả lòng tham, nguyện cầu hạnh phúc, bình an khắp cùng. Có người đứng giữa đôi bờ, bao lần tự hỏi biết giờ về đâu. Quay qua ngó lại bạc đầu, ngập ngừng bình rình chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dệt mộng trần duyên xa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa, ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi đời còn say mê. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng dặn trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về mô. Dưới lòng nôi một nắm mộ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dằn, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gặp ghềnh sông mê. Có một câu chuyện về nhà triết học Socrates như thế này. Một hôm có người hỏi Socrates: ông là người có học vấn uyên thâm, vậy có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời: khoảng 1 mét. Người đó không tin: thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1 mét. Nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1 mét, thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói: phải, ai mà chả cao hơn 1 mét. Nhưng nếu muốn thông đạt khoảng cách giữa trời đất thì phải biết cách cúi đầu. Câu chuyện nhỏ này giúp chúng ta hiểu một đạo lý rằng cúi đầu chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống. Cúi đầu không phải là nịnh hót, bợ đỡ, mà là biểu hiện của sự thấu hiểu nhân sinh. Ta cần học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt. Ta cần học cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người không phải thánh nhân, ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Tuy nhiên, có những người không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của chính mình. Cúi đầu không phải là khuất phục, thấp hèn, mà là biết rằng sai nên phải sửa. Đó là cái giá phải trả. Can đảm cúi đầu trước sai lầm của mình là một hành động thông minh và quyết đoán, là một loại phẩm cách cao quý, rộng lượng mà thông dong. Có công thì mới có thể thẳng, có lui thì mới có thể tiến, có nhu thì mới có thể cương. Cần học cách cúi đầu xuống khi dục vọng tăng lên. Mong muốn của con người là vô tận, ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Chứng kiến bạn bè đồng nghiệp làm ông nọ bà kia, trong khi bản thân mình chưa là gì hết,
ta liền cảm thấy chán nản. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, ta sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều, chỉ là ta không nhận ra nên cũng không biết trân trọng. Rất nhiều người cả đời ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại, cái giành được chỉ là phù du, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thường là những người đã hiểu và biết cách cúi đầu. Lúc nào cũng ngẩng mặt tự phụ thì làm sao ta nhìn ra cái hay của người khác để mà học hỏi chứ. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc, chẳng biết cười. Chưa cho, sao tận lòng ngời nỗi vui. Ta nên sống sao khi cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng êm xuôi như ý. Sau đây là những câu trả lời của bậc thiện tri thức giúp chúng ta tìm thấy hướng đi của mình trong đời. Hỏi: làm sao cân bằng vui vẻ và bi thương? Đáp: khi vui hãy nhớ tới lúc buồn, khi buồn hãy nghĩ tới lúc vui. Vui quá hóa buồn, buồn quá hóa bi quan. Hỏi: có sự vĩnh viễn không? Đáp: hầu như con người ai ai cũng đều cảm thấy đời vĩnh viễn và còn rất xa. Thật ra mọi sự nó có thể ngắn ngủi đến nỗi chúng ta không thể nào ngờ tới. Hỏi: những thứ mất đi có nhất thiết truy đòi không? Đáp: ngẫm cho kỹ đi, những thứ mất đi kỳ thực chưa bao giờ thật sự thuộc về bạn, thế nên không cần thương tiếc, càng không cần truy đòi. Hỏi: cuộc sống quá mệt mỏi nên làm sao cho nhẹ nhõm đây? Đáp: cuộc sống mệt mỏi một nửa là do sinh tồn, một nửa là do dục vọng và ghen tị oán hận của mỗi người. Hỏi: làm thế nào nắm giữ hôm qua và hôm nay? Đáp: chớ để quá nhiều hôm qua và mai sau chiếm ngự vào ngày hôm nay của bạn, như thế tạm gọi là đã nắm giữ hôm nay. Hỏi: nên đối với bản thân và đối với người khác như thế nào? Đáp: hãy đối với bản thân tốt một chút vì cuộc đời không dài. Hãy đối với người bên cạnh tốt một chút bởi kiếp sau chưa chắc có thể gặp gỡ. Hỏi: lễ phép nên được giải thích ra sao? Đáp: xin lỗi tức là chân thành, không dối gian tức là phong độ. Nếu bạn trao chân thành nhưng không nhận lại được sự tử tế, điều đó có thể chứng tỏ đối phương đã cư xử rất vụng về và vô tình. Hỏi: làm thế nào xác định mục tiêu của đời mình? Đáp: nếu bạn biết khả năng mình ở đâu, thế giới tâm thức của bạn sẽ tự động mở ra con đường, dù đường đời đang bít lối chăng nữa. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày? Vui gì cây cuộc trả vây, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhợ do mình, ai người dứt nợ ngắm nhìn bao la. Khi ngày chưa khép lại, sống ai tin tưởng mình, chớ nên lừa dối họ, hãy thật thà phân minh. Khi bước đời trên vên, ai chìa tay giúp đỡ, đừng vội quên hãy nhớ, thuở cơ hàn xót xa. Kẻ hết lòng thương ta, đừng cũ vong mới chuộng. Lợi danh rồi gió cuốn, tấm chân tình vĩnh miên. Biển sống đời ngửa nghiêng, về ngồi yên tĩnh lặng. Hết mưa rồi lại nắng, hận sầu thành an nhiên. Chớ buộc ràng chi thêm, giữa đường trần quán trọ. Sống giữa lòng mưa gió, để thấm đời biển dâu. Khi tháng ngày qua mau, đừng dệt nhiều giấc mộng. Ngưng thả mồi bắt bóng, cốt vẹn toàn hôm nay.
thế sự mãi vần xoay, bốn mùa thay sắc áo, mộng trùng trùng mộng ảo, mời tỉnh thức đông đầy. Khi đời chưa khép lại, hãy sống đúng bây giờ, đừng muộn màng sực tỉnh lúc đời vào cơn mơ. Thỉnh thoảng ta hay suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bứt mình khỏi những điều phù phiếm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen, hối hả, giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân? Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh? Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu ác? Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác? Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên, ngồi dưới hiên nhà, muốn ăn một bữa cơm đạm bạc với gia đình, muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con thơ, nhìn kỹ nét tần tảo, chịu thương chịu khó của cha mẹ, muốn nói điều gì đó để làm người thương vui lòng? Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái tim thật băng giá cũng sẽ nồng ấm lại. Khi đối diện với cái chết, những được, mất, hơn, thua, những tham vọng vật chất, những hận thù sâu đậm đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ phai đi, nhẹ tên. Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương thiện lành. Họ sẽ chọn sống chân thành, tử tế với người. Họ sẽ chọn việc ý nghĩa để làm. Họ sẽ chọn lời dễ thương để nói. Họ sẽ chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời. Họ sẽ chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác. Họ sẽ chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đã đi qua. Và họ sẽ chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống nhiều hơn. Biết là vậy, nhưng sao ta cứ mãi không chịu làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh, lợi, thiệt hơn trong cuộc đời cuốn đi. Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ, cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật vậy, mọi thứ rồi sẽ mất đi. Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong đời. Suy nghĩ này sẽ thôi thúc ta biết nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, biết sống với lòng biết ơn và nỗ lực hết mình. Bởi ta không biết mình có còn cơ hội để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi hoặc làm những việc mình rất muốn làm nữa hay không. Nếu sớm mai ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hãy nhớ cảm tạ cuộc sống này bằng trọn vẹn trái tim. Như quy luật mọi người sợ chết, sợ chiến tranh, bạo lực, tổn thương, đặt mình vào cảnh vô thường, không sai người giết cũng không tự làm. Như quy luật mọi người sợ chết, mong bình an, hạnh phúc, sống còn, đặt mình vào cảnh tồn vong, không gây sát nghiệp, tổn thương mạng người. Như quy luật ai người cầu phước, không gậy dao giết chết sinh linh, không sao hạnh phúc an bình, đời này đời tới tự mình khổ đau. Như quy luật những người cầu phúc, không dùng dao hại giết một ai, giữ tâm thương quý mọi loài, đời này đời tới an vui trong lòng. Người thô lỗ buông lời ác độc, người trả đòn hằn học chua cay, khổ đau đến với cả hai, lời qua tiếng lại chẳng ai được gì. Gìn chánh niệm
vô tinh tĩnh lặng, như chuông hư tiếng chẳng ngân vang. Với người hướng đến niết bàn, nội tâm thư thái không mang hận thù. Một đồng khéo dắt bò ăn cỏ, chiều dẫn về nhà chủ nghỉ ngơi. Cũng vậy già chết xưa nay, lùa vào sinh tử bao đời chẳng tha. Người ngu tối tạo ra lầm lỗi, do chẳng rành gốc tội đã gây. Khổ đau nghiền nát đời này, dày vò phiền muộn sánh tẩy lửa thiêu. Dùng vũ khí gậy dao đánh đập, hành hạ người trù dập tơi bời. Quả sầu mười loại sau đây: một là đau nhức đêm ngày rên la, hai tai biến, ba là thương tật, bốn độn căng ngu ngốc hay quên, năm thường lận đận luật quan, sáu vương trọng tội bị oan hiểu lầm, bảy thân quyến họ hàng ly tán, tám chẳng may tài sản tiêu tan, chín là hỏa hoạn nghèo nàn, mười sau khi chết đọa làm súc sinh. Dù lõa thể ngồi lì tuyệt thực, không gội đầu bệnh tóc rối tung, đừng hòng chuyển hóa tâm hồn, nếu tâm nghi hoặc vẫn còn y nguyên. Sống trang sức bằng nguồn an tịnh, điều phục tâm giới hạnh kiên trì, thương người mến vật từ bi, sa môn phạm chí sánh vị trời cao. Trong trời đất hiếm người chính niệm, biết giữ mình hổ thẹn lương tâm, tránh lời chỉ trích chửi thầm, cũng như ngựa giỏi chẳng cần phạt roi. Như ngựa quý chẳng cần roi chạm, sống nhiệt tâm dũng cảm chuyên cần, vững tin giới đức thiền hành, chọn tìm giáo pháp thấm nhuần lý chân. Dình chính niệm cùng minh hạnh túc, nêu quyết tâm tam độc loại trừ, khổ đau kết thúc thản thư, người này xứng bậc chân tu trên đời. Như thủy lợi làm kênh dẫn nước, kẻ làm tên nắng vuốt cung tên, thợ cây bào ván hai bên, người khôn làm chủ bản thân đêm ngày. Có bao giờ trong cuộc đời bạn tự hỏi, ta là ai vậy nhỉ? Ta có phải là cái tên này không? Không phải, vì cái tên ta là do cha mẹ đặt cho, thường sẽ theo ta cả đời. Hay ta là thân xác này, nhưng thân xác này rồi sẽ không ra khỏi vòng sinh lão bệnh tử, sẽ có ngày về chốn viễn phương. Ta là ai mà giữa chốn hồng trần này cứ mãi miết bon chen, toan tính, tất bật hơn, thua, khổ ải, trầm luân. Thử hỏi một lần ta là ai, mà sao mộng mãi giữa đêm dài. Đêm dài quên ngủ trong sinh tử, thử hỏi một lần ta là ai. Kinh Phật có ghi lại rằng, khi Đức Phật đản sanh, người đã chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất, nói: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quý. Đó là cái ta của đất trời vũ trụ. Đức Phật muốn gợi ý rằng, ta tìm thấy ta trong khắp đất trời. Ta có mặt trong cây cỏ hoa lá, trong con cá dưới sông, trong con chim trên trời. Vạn vật trong trời đất đều có một phần xương thịt của ta. Vậy có phải ta xé một cái lá, bẻ một nhành hoa, phá một cánh rừng, bắn một con chim là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Có phải ta giận một người, đánh nhau với một người, hận thù một người là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Vì vậy ta nên yêu thương, sẻ chia, hy sinh và phụng sự cuộc đời. Nên sống vì mỗi nhành hoa, ngọn cỏ, con người quanh ta. Đây chính là vô ngã. Vô ngã không phải là không có cái ta, mà là cái ta chan hòa trong bản thể vô lượng của vũ trụ này. Còn bản ngã chính là sống cho riêng mình, là đánh mất chính mình, đánh mất cả cái ta chân thật.
cười sao được, sướng vui sao nổi, khi lửa tham cháy rụi thế gian. Tối tâm văng phủ trời đêm, sao không nỗ lực tìm đèn sáng soi. Thân bề ngoài đẹp đầy nhựa sống, ở bên trong một đống vết thương. Gây sầu sao lại vấn vương, thân là giả tạm, vô thường mong manh. Thân mấy chốc đã già tàn tạ, nơi chứa đầy bệnh khổ hôi tanh. Vô thường tổ hợp mong manh, chết là kết thúc tái sanh hồng trần. Thân thể này màu bồ câu trắng, như trái bầu thu đến vứt đi. Chết rồi thi thể gớm ghê, có gì vui thích mãi mê thân này. Ôi thân thể như thành trì cổ, dựng bằng xương máu đỏ thịt gân. Chứa già chết bệnh từng phần, cống cao lừa dối gián duyên nổi gì. Xe vua đẹp có ngày cũng cũ, thân thể rồi ủ rũ tàn phai. Pháp lành trẻ mãi còn hoài, hãy nên khắc cốt những lời thánh nhân. Trẻ ít học và không hiểu biết, chẳng khác gì bò đực lớn đầu. Thân to cơ bắp khỏe mau, nhưng không trí tuệ khác nào bóng đêm. Lang thang suốt luân hồi bao kiếp, quyết đi tìm ông sếp xây nhà. Tìm hoài tìm mãi không ra, tái sanh khổ lụy đọa xa ba đường. Này ta cấm ngươi không xây nữa, phá cột kèo ván cửa rui mè. Này ta đã chứng niết bàn, ái tham chấp thủ tiêu tan hết rồi. Lúc còn trẻ chẳng màng đạo đức, không học nghề tự lập lo thân. Đến già gặp phải khó khăn, như cò ủ rũ không còn cá tôm. Có người trẻ chẳng rèn đức hạnh, không luyện nghề không lãnh tiền lương. Khi già buồn tuổi sầu vương, nhớ về dĩ vãng thở than vắng dài. Đôi khi trong cuộc sống có những điều bất như ý, có những chuyện làm ta giận, có những người làm ta sân. Vậy thì dặn lòng phải nhẫn nhịn thôi, qua tai gió thoảng những lời chửi la, những câu nói xéo chửi xa, lời thô ý sốc chỉ là gió bay. Nhưng thương người chửi bậy này, chửi nhiêu khẩu nghiệp càng gây não nề. Dặn lòng đừng quá chấp nê, ôm tâm giận dữ nguyện thề trả vây. Xanh xao ánh mắt hao gầy, lao vào bi hận đọa đầy tấm thân. Trầm nằm trong chốn hồng trần, cõi lòng nhẫn nhục tới gần thiền tâm. Chắc hẳn một số người trong số chúng ta sẽ biết câu chuyện này. Một ngày nọ, người cha gọi ba đứa con trai đến và nói: cha đã già yếu rồi, trong khi cơ nghiệp tổ tông cần người tiếp quản. Các con đều thông minh, tài giỏi, quả thật cha không biết phải chọn ai để giao phó trọng trách này. Bây giờ mỗi con hãy đi lấy giấy và viết ra những ưu điểm của bản thân và khuyết điểm của hai người còn lại, rồi sau đó đưa tờ giấy cho cha. Cha sẽ xem trong các con ai là người thấu hiểu và có cái nhìn sáng suốt nhất thì sẽ giao lại cơ nghiệp cho người ấy. Chỉ một lát sau, hai người con đầu quay lại và đưa cho cha những tờ giấy kín đặt chữ. Chỉ có cậu con út là mãi chưa hồi đáp. Buổi tối hôm ấy, người con út ngập ngừng đến bên cha. Trong tay cậu ta là tờ giấy trắng tinh. Cậu nói: thưa cha, con bất tài nên không thể tìm ra ưu điểm của bản thân, cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào của hai anh. Vậy con mong cha hãy giao cơ nghiệp cho hai anh của con tiếp quản. Người cha nghe vậy nở nụ cười rạng rỡ. Ông đã tìm ra người có đủ mọi phẩm chất kế thừa cơ nghiệp của tiên tổ rồi. Chỉ những ai thực sự khiêm tốn và trong tâm không chất chứa những khuyết điểm của người khác thì mới có thể chí công vô tư trong mọi việc.
Nếu chỉ nhìn vào những khuyết điểm của người khác, ta sẽ không thể biết rằng họ cũng còn rất nhiều ưu điểm đáng được khích lệ, ngợi khen. Hết thảy những mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta đều vì duyên, vì nợ mà thành. Mỗi kiếp người chỉ có 100 năm để thương yêu, quý mến ai đó. Thế nên, đối với người khác, đôi khi ta cần biết nhắm một mắt, mở một mắt để quên đi những khuyết điểm của họ, để có thể tập trung nhìn vào ưu điểm. Đôi khi ta cần biết giả khờ để bao dung những lỗi lầm. Làm được như vậy thì ta sẽ vui vẻ hơn biết bao nhiêu, phải không? Sẽ sai sót nếu nghĩ mình luôn đúng, và mọi người ai nấy cũng đều sai. Người biết sống, sống giữa nghìn khác biệt, vẫn nhìn nhau, thông cảm, biết quan hoài. Một lần kia, giọt nước mắt hỏi thầm ngọn sóng: bạn và tôi cùng vị mặn giống nhau. Bạn hạnh phúc vỗ về trên bãi cát. Kiếp đời tôi nhỏ xuống cõi lòng đau. Vì là sống tôi xóa nhòa tất cả, bao đau thương cùng trăn trở muộn phiền. Bạn rơi rớt bên ngoài, trong giữ lại, nên xuân về hồn vẫn cứ đông miên. Tuy chúng ta có cùng nhau vị mặn, song cách mình đón nhận chuyện khác nhau. Đời bể khổ, ta có quyền không khổ. Biết bỏ, buông, tôi vượt thoát u sầu. Vì hy vọng đã nhuốm màu tuyệt vọng, vì sum vầy đã ẩn dấu chia xa, vì thần tượng nên một ngày vỡ mộng, vì mãi tìm nên hạnh phúc chẳng nhìn ra. Đời lắm lúc không như mình mong đợi, ước mơ nhiều, hiện thực được bao nhiêu. Bạn cứ mãi xây lâu đài trên cát, rồi trưng trưng những mất mát trong chiều. Giọt nước mắt thân hình tuy rất nhỏ, nhưng nỗi niềm có thể ví trùng dương. Và đợt sóng mang thân hình vĩ đại, mối đau đời nhỏ bé tợ như sương. Có một vị thiền sư đã từng nói rằng: biết từ bỏ những điều này tức là biết sống. Từ bỏ việc đổ lỗi cuộc đời, từ bỏ khuynh hướng ưa kiểm soát người khác, từ bỏ tâm lý sợ khó khăn khi chưa bắt đầu công việc, từ bỏ tâm lý luôn cầu toàn và trách móc bản thân, từ bỏ những rào cản ngăn bạn thay đổi, từ bỏ khuynh hướng thích gây sự chú ý, từ bỏ suy nghĩ chủ quan rằng mình luôn đúng, từ bỏ khuynh hướng nhìn người ta để sống và sống để cho người ta nhìn. Vậy chúng ta đã từ bỏ được bao nhiêu điều trong số 8 điều trên? So đo chi với cuộc đời, hãy dành vài phút ngồi chơi với mình. Tâm an trời đất rộng thinh, dính đau khổ đấy lặng nhìn như nhiên. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta hay nghe nói nhiều về hai chữ tùy duyên. Vậy ai trong chúng ta có thể hiểu rõ được tùy duyên là gì? Tùy duyên tức là hoan hỷ chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, ngừng đối kháng và bình thản chờ đợi những nhân duyên thích hợp hội tụ. Nhiều khi, chính thái độ này lại là nhân duyên quan trọng để kết nối những nhân duyên tốt đẹp khác. Ta đừng quên, một việc muốn thành tựu thì phải hội tụ hàng triệu nhân duyên. Nếu chỉ thiếu một nhân duyên thì việc khó thành. Khi hiểu biết sâu sắc điều này và có nhiều kinh nghiệm, ta sẽ biết mình nên và không nên làm gì để các nhân duyên tốt hội tụ đầy đủ trở lại và nhân duyên xấu sớm tan biến. Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên, tức điều kiện có lợi, gọi nhân duyên xấu là nghịch duyên, tức điều kiện bất lợi. Có những nhân duyên thuận với ta nhưng lại nghịch với người khác và ngược lại. Đó chỉ là nói trong phạm vi con người,
trong khi nhân duyên luôn xảy ra với vạn vật trong khắp vũ trụ. Bản chất của nhân duyên là không có thuận nghịch tốt xấu. Nó chỉ hội tụ hay tan rã theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi. Ấy vậy mà, nhiều người có thói quen khi gặp thuận duyên thì luôn cảm thấy sung sướng, chỉ muốn duy trì mãi nhân duyên ấy. Còn khi gặp nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né, loại trừ. Nhưng chưa hẳn thuận duyên sẽ đem lại hạnh phúc, chưa hẳn nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau. Bởi có khi nghịch duyên sẽ giúp ta trưởng thành, còn thuận duyên sẽ khiến ta yếu đuối. Và nhiều khi có những nhân duyên ban đầu là thuận duyên, nhưng về sau lại trở thành nghịch duyên. Tương tự, có những nhân duyên ban đầu là nghịch duyên, nhưng về sau lại trở thành thuận duyên. Đôi khi thuận duyên hay nghịch duyên tùy thuộc cả vào bản lĩnh và thái độ sống của ta. Thế nên ta không cần phải khẩn trương thay đổi những nhân duyên ta đang không hài lòng, cũng không cần cố gắng tìm kiếm những nhân duyên ta hằng mong đợi. Khi tâm ta đủ vững chãi để tạo ra những nhân duyên an lành, thì những nhân duyên tương ứng sẽ tự động kết nối. Ví như người ta có nói câu: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là vậy. Quan trọng hơn, khi tìm được sức sống từ chính bản thân, ta sẽ không xem những giá trị bên ngoài là quan trọng nữa. Nhân duyên nào cũng được cả, ta cứ đón nhận một cách thông dong tự tại. Đức Đạt Lai Lạt Ma có câu: hãy nhớ rằng đôi khi không đạt được những gì bạn muốn lại là sự may mắn tuyệt vời. Người đánh giá bản thân là quý, phải chính tâm bảo vệ lấy mình. Ngày đêm người trí giữ gìn, luôn trong tỉnh thức tình minh cõi lòng. Người trí tuệ bản thân vững chãi, tự chủ mình hoàn thiện chánh chân, xong rồi giáo hóa tha nhân, sống trong gương mẫu thế gian nể vị. Người gương mẫu thực hành hoàn tất, mới đem ra giáo dục thế nhân. Tự mình làm chủ thân tâm, soi gương nhân cách hành lành truyền trao. Người sáng suốt tự nương mình vững, không tìm cầu dựa dẫm vào ai. Lành thay điều phục tâm này, biết tự điều phục không hai trên đời. Các điều ác do mình tạo tác, ác do tâm ai khác ngoài ta. Ác nhân nghiền nát người ta, như kim cương cứng nghiền qua đá thường. Như tầm gửi bám cây Phật Pháp, người buông lung giới đức chẳng gìn. Hạnh tà chuốc họa vào thân, kẻ thù sung sướng thấy mình tiêu tan. Làm điều ác không cần trình độ, hãm hại ta đau khổ dễ hơn. Khó thay làm thiện chánh chân, mình người lợi lạc bình an cõi đời. Kẻ ác kiến ngu si phỉ báng, giáo pháp hàng La Hán nhiệm màu. Hại mình như ngọn trúc lâu, ngay khi trổ quả nhuốm màu diệt vong. Các điều ác do mình tự tạo, rồi vướng vào khổ não họa tai. Điều lành ta tạo hôm nay, quả an vui đến sớm mai là thường. Nên hiểu rõ sạch trong nhơ uế, hành động do gốc rễ từ tâm. Cậy nhờ tha lực khó thành, đổ lỗi tại bởi sao đành không nên. Dù phụng sự vị tha thiết thực, xin chớ quên thực tập lợi mình. Chuyên tâm học pháp cao minh, hướng về giải thoát đạt thành mới thôi. Người coi cuộc đời như một chiến trường thì sẽ luôn gặp phải những tranh đấu. Người coi cuộc đời như một hành trình thì sẽ luôn nhìn thấy phong cảnh. Người coi cuộc đời như bóng mây không ngừng đổi thay hình dạng thì sẽ luôn luôn bình thản trước những đổi thay. Cuộc đời chính là như vậy, dường như không có đúng hay sai, chỉ có chấp nhận. Hạnh phúc, thuận duyên hay khổ đau bế tắc
đều phụ thuộc vào thái độ tâm của chúng ta khi đối diện với cuộc đời vốn nhiều chập chùng mưa nắng. Nhiều khi thất bại nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung và nhẫn nại. Nhiều khi thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng khí và niềm tin. Nhiều khi gặp gỡ nhiều người mới biết sự đáng quý của tình bạn chân thành. Nhiều khi va pháp nhiều mới biết được sự đáng quý của hiểu biết và độ lượng. Lợi danh nhiều mới biết sự đáng quý của viễn ly và xem nhẹ. Mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của hòa điệu và thứ tha. Nghịch mắt trái tai nhiều mới biết sự đáng quý của tu tâm dưỡng tánh. Xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh an yên. Đối diện nhiều dối gian mới biết sự đáng quý của chân thành mộc mạc. Biết cách quên đi những chuyện làm mình không vui, biết cách rời xa những nơi chốn và những người làm cho mình trở nên hèn mọn, ấy là người biết sống. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì ngày hôm nay mãi mãi vẫn là khởi điểm lý tưởng để hướng đến chân thiện mỹ. Khi đời một đóa tâm khai, càng khôn là giấc mộng dài chẳng qua. Ân cần chấp lại tay hoa, ca cùng sinh tử bài ca chân thường. Trong cuộc đời này, mỗi người có thể lựa chọn công việc mình thích, nơi mình muốn sống, nhưng không thể lựa chọn xuất thân. Có người xuất thân gia đình phú quý, có người được sinh ra trong gia đình nghèo khó. Có người xuất thân quốc gia văn minh giàu có, hòa bình. Có người lại chào đời nơi chiến tranh loạn lạc, lạc hậu, thiếu thốn trăm bề. Chính nghiệp lực, nghĩa là thiện nghiệp và ác nghiệp, khiến con người ta sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau như thế. Tuy nhiên, tình trạng sinh sống của bất kỳ ai cũng có thể thay đổi. Người xuất thân giàu có, nếu không có chí tiến thủ, chỉ biết tiêu tiền, không muốn kiếm tiền, thì sẽ dần sa sút thành nghèo khó. Người xuất thân nghèo khó, nếu liên tục nỗ lực, thì sẽ dần vươn đến sự phú quý. Cựu phó tổng thống Mỹ Wilson xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Nhờ được dẫn lối bởi trái tim không ngừng khát khao vươn lên, ông từng bước thoát khỏi bần cùng rồi bước lên đỉnh cao của thành công. Theo đạo Phật, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Trong đó, cảnh tùy tâm chuyển tức là một người thất bại không hẳn vì họ không có khả năng hay không có cơ hội, mà vì tự tâm họ đã nghĩ rằng họ không thể thành công. Khi họ gặp khổ nạn, cái tâm sợ khó sợ khổ khiến họ chấp nhận việc cam chịu khuất phục. Người có trái tim rộng lớn bao dung sẽ không cảm thấy khổ nạn là bất công với mình. Người đó cũng sẽ không than thân trách phận, không oán trời hận người, mà sẽ luôn giữ tâm thái bình thản, không ngừng nỗ lực học tập lao động để cải biến hoàn cảnh. Nhà sáng chế vĩ đại Thomas Edison cũng đã đúc kết từ chính kinh nghiệm cuộc đời của ông rằng: thiên tài 1% là tài năng bẩm sinh, 99% là mồ hôi và nước mắt. Trước khó khăn khổ nạn, có người sẽ chùn bước, có người sẽ gục ngã, nhưng cũng sẽ có người can đảm bước đi. Mỗi khổ nạn trở ngại trên đường đời của ta chính là cơ hội quý cho ta rèn luyện ý chí kiên cường, nội tâm bình thản, để chuẩn bị gặt hái những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Đường đời và đường đạo giống nhau ở một điểm then chốt, đó là đòi hỏi ta phải kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực không ngừng. Nếu một người tu hành với tâm thái cầu nhàn, buông lung, dễ vui tức là thường mê đắm trong danh lợi và những sự vui say giả tạm khác, và người đó không cố gắng tinh tấn tu học và vượt qua những nghiệp bất thiện của chính mình, thì việc tu hành của người ấy cũng như nấu cát mà mong thành cơm vậy. Có câu nhất thiết duy tâm tạo. Mỗi năm trôi qua, đừng trách cuộc đời mình sao cứ hoài dẫm chân tại chỗ, mà hãy quan sát
tâm thái mình đã chuyển biến được là bao. Nghiêng nghiêng nắng lụa trên đồi, chiều qua chậm chậm bóng thời gian phai. À ơi cát bụi miệt mài, ngủ đi tâm niệm trần ai phiêu bồng. Có một câu chuyện cổ kể rằng, một người nọ đứng dưới mái hiên trú mưa, nhìn thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua, bèn cầu xin: Quan Âm Bồ Tát ơi, xin hãy phổ độ chúng sinh một chút, cho con đi nhờ ô một đoạn được không ạ? Quan Âm nói: Ta ở trong mưa, ngươi ở dưới mái hiên, mà mái hiên lại không mưa, thế nên ngươi không cần ta phải cứu độ. Người nọ lập tức chạy ra màn mưa đứng và nói: Bây giờ con cũng ở trong mưa rồi, có thể cho con đi nhờ ô không ạ? Quan Âm nói: Người ở trong mưa, ta cũng ở trong mưa. Ta không bị ướt vì có ô, ngươi bị ướt mưa vì không có ô. Bởi vậy, không phải ta đang cứu độ ta, mà là ô đang cứu độ ta. Người muốn được cứu độ thì không cần tìm ta, mà hãy đi tìm ô. Dứt lời, Quan Âm bèn rời đi. Ngày hôm sau, người nọ lại gặp phải chuyện nan giải, bèn đến miếu cầu xin Quan Âm. Bước vào trong miếu, người nọ thấy một người giống hệt Quan Âm đang vái lạy tượng Quan Âm. Bèn hỏi: Bà có phải là Quan Âm không? Người kia trả lời: Đúng vậy. Vậy tại sao Quan Âm lại vái lạy chính mình? Bởi vì ta đang gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết rằng cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình. Qua câu chuyện này dạy ta rằng, khi gặp phong ba bão táp trong đời, ta phải chủ yếu dựa vào bản thân, cầu xin người khác chi bằng tự cầu xin chính mình. Không nghe, không nói, không nhìn, thật ra chỉ được bình yên nhất thời. Khéo tu lìa bỏ cái tôi, là ô che mát mọi nơi an nhàn. Người sáng suốt chớ ôm tà kiến, sống buồn lùng ti tiện qua ngày. Nghiệp tà vậy chớ kéo dài, được vậy sinh tử luân hồi sớm ra. Luôn tinh tấn không mê lạc thú, hành thanh cao tu sĩ thường ghi. Trang nghiêm giới đức hành trì, hai đời hưởng phúc chỉ vì tu tâm. Hãy quán tưởng trong đời trần tục, mọi thứ như bọt nước huyễn vân. Đến khi ngộ lẽ vô thường, tử thần không thể lần đường chân nhân. Cõi hồng trần đẹp tuồng ảo mộng, như xe vua hoành tráng gấm thêu. Kẻ ngu tham đắm chắc chiêu, người khôn tỉnh thức chẳng yêu nhiễm đời. Dù quá khứ buông lung dục lạc, nhưng về sau tỉnh thức chuyển tâm, làm lành tỏa sáng trần gian, như trăng rằm chiếu không còn mây che. Dù ngày trước gây bao tội lỗi, nhưng hôm nay sám hối hồi tâm, làm lành tỏa sáng trần gian, như trăng rằm chiếu không còn mây che. Kẻ mù tối thế gian đầy dẫy, người sáng trong có mấy trên đời. Như chim khôn chẳng vướng mồi, người tu đạo đức an vui cõi trời. Như trời thẳm thiên nga uốn liền, có thần thông ẩn hiện không gian. Trí nhân thoát chốn hồng trần, vượt qua ma chướng vững vàng đường tu. Với những kẻ chẳng tôn trọng pháp, dùng lòng ngôn lừa lọc rêu rao, ghét thiện bác bỏ đời sau, lún sâu đường ác ngày nào vượt ra. Kẻ keo kiệt không sanh thiên giới, người dại ngu chẳng đoái tình thương. Người hiền thích sống thiện lương, đời sau hưởng phúc khác thường thế nhân. Chứng sơ quả thánh nhân rạng rỡ, hơn cõi trời thiên chủ uy quyền, hơn trời trong chốn càn khôn,
khó tìm trong cõi bụi hồng người hơn. Trong cõi nhân sinh này, khi chúng ta có một chút, chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn, mình ao ước có nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả, mình chợt nhận ra rằng, ồ, phải chi mình còn một chút, chỉ cần một chút thôi là đã đủ rồi. Có câu, tri túc tiện túc, đại túc hà thời túc. Nghĩa là, biết đủ là đủ, chờ đủ, chờ tới khi nào. Và biết đủ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa dẫn đến miền an lạc. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng nhận được khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Bạn có tin rằng con người đến khi trút hơi thở mới ngộ ra mình từng sống? Vì thế, ta cần ý thức được mình, cần biết rõ mình đang sống ngay trong từng nhịp thở. Nếu không làm được điều này thì ta không phải đang sống mà chỉ đang tồn tại thôi. Con người vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài và cảm thấy mình trưởng thành hơn khi phát hiện ra rằng mình có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác. Điều gì xảy ra khi một bông hoa nở trong rừng sâu, chẳng được ai biết tới hương thơm, chẳng được ai ngắm, chẳng được ai khen đẹp đấy, cũng chẳng có ai chia sẻ niềm vui cùng? Liệu bông hoa có chết không? Có đau khổ không? Có trở nên hoang mang, sợ hãi không? Có tự tử không? Không, bông hoa cứ đơn giản nở, cứ đơn giản tỏa hương theo gió thôi. Chuyện có ai đi ngang qua khen nó đẹp hay không chẳng liên quan gì đến nó. Nó cứ dâng tặng hương thơm và niềm vui của mình cho đời, cho cái toàn thể bao la. Bạn đã an nhiên, chúng ta đã an nhiên sống như bông hoa hồn nhiên nở và tỏa hương giữa rừng sâu ấy chưa? Trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy mất hy vọng và cuộc sống bế tắc, hãy lắng động, mỉm cười và tự nói với chính mình: tôi ơi, hãy thư giãn một chút, đây chỉ là khúc quanh chứ không phải đường cùng. Tất cả những điều mình có trong đời sống này đều là tạm bợ. Nếu được hanh thông, hãy vui hưởng vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, đừng lo lắng vì nó sẽ không kéo dài. Đạo đức không phải như bánh xe dự phòng để ta lấy ra làm bình phong khi xã giao bên ngoài. Đạo đức nên luôn như bánh lái để ta đi đúng đường suốt cuộc du hành ngang qua cõi tạm này. Khi người khác giúp ta giải quyết vấn đề nào đó thì hãy cảm ơn, nhưng đừng đặt niềm tin vĩnh viễn vào họ. Để khi họ không thể giải quyết những vấn đề của ta thì ta vẫn có thể tin vào khả năng và sức lực của tự chính mình. Trong cuộc sống này, sự thành thật, sự lương thiện luôn luôn là một điều tối cần thiết cho mỗi người chúng ta. Sự lương thiện là vầng trăng sáng nơi tâm hồn mỗi người. Vầng trăng thiện lương có thể chiếu sáng bầu trời tinh thần, cảm hóa và thay đổi tâm hồn tất cả những ai đi dưới ánh sáng của nó. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện hạnh là một trái ngọt. Mỗi người sinh ra đều mang theo hạt giống thiện lương. Nếu hạt giống ấy được chăm sóc, tưới tẩm mỗi ngày thì sẽ có thể trở thành một cây xanh to lớn. Nhưng cũng có người làm mất hạt giống này, vì vậy mà dần thành người lạnh lẽo, thờ ơ. Lại có người làm bẩn hạt giống đó, vì vậy mà dần thành người nhẫn tâm, tàn ác. Không có người nào chẳng cần lương thiện, cũng chẳng có ai là không thể được cảm hóa bởi lòng thiện lương của con người. Ngay cả những trái tim cứng như sắt thép, lạnh lùng như băng, thì một lúc nào đó cũng sẽ vì một chút thiện lương mà trở nên mềm mại, ấm nóng. Hành thiện chẳng phải là gửi tiền trong ngân hàng,
Người thiện thực sự không quan tâm tới tiền lời, tiền lãi. Cảnh giới cao nhất của lương thiện là không để ý tới kết quả và sự báo đáp cho những việc thiện của mình. Thường soi bóng bên dòng sông tâm niệm, nếu ta cười, ảnh hiện nụ cười ta. Cùng thế ấy, luôn sống đời hướng thiện, vững tin mai hạnh phúc lại trao quà. Phật chiến thắng hoàn toàn cõi trược, tham ái trừ tuệ giác sâu ngần, không lưu dấu vết trần gian, đố ai vẽ được bước chân vượt đời. Bậc giải thoát lưới tham ái dục, hết tái sanh tuệ giác sâu ngần, không lưu dấu vết trần gian, đố ai vẽ được bước chân vượt đời. Người có trí thiền hành tinh tấn, tìm niềm vui trong hạnh viễn ly, đêm ngày tỉnh thức luôn khi, trời người kính trọng sánh vị trăng sao. Thật hạnh phúc làm người nhân đức, quả khó thay sống thật tình thanh, khó thay nghe pháp thực hành, khó thay gặp Phật chứng thành quả cao. Mọi hoàn cảnh không làm bất thiện, dù khó khăn phát triển nhân lành, luyện tâm rèn ý tình thanh, là lời Phật dạy đành rành xưa nay. Tu nhẫn nhục khổ hành đáng quý, đạt niết bàn quả vị tối cao. Chúng sinh chẳng hại tơ hào, hành sa môn ấy cao sâu khó bàn. Không phỉ báng, không làm thương tổn, làm chủ mình giới bổn vẹn toàn, điều hòa ăn uống định thiền, sống đời an tịnh không phiền một ai. Dù mưa trải bạc vàng chưa thỏa, lòng dục tham không đáy xưa nay, trí nhân hiểu rõ điều này, khổ nhiều vui ít không sai bao giờ. Ngộ lẽ ấy người tu học Phật, chẳng đam mê dục lạc người trời, quyết lòng chuyển hóa thảnh thơi, không còn tham ái rạng ngời nhân gian. Trong nguy khổ tìm người nương tựa, hoặc thần linh rừng rú non cao, miếu đình cây vật hang sâu, vải vàng hiến tế mong sao an lành. Nương tựa ấy hoàn toàn vô bổ, tìm loanh quanh nhiều chỗ bất an, khổ đau còn đó chưa tan, chỉ do mê tín chẳng thành tựu chi. Người có phước tìm về tam bảo, Phật pháp tăng quý báu khó hơn, khó khăn bất hạnh tựa nương, dùng bốn chân lý làm phương thoát nạn. Thấy đau khổ nguyên nhân gây khổ, thấy niết bàn thánh lộ tám ngành, đưa người đến chốn bình an, không còn bất hạnh trần gian muộn phiền. Nương tựa ấy tạo nên quả phước, nguồn tâm linh thể đạt an vui. Người khôn nương tựa đời đời, vẫy chào đau khổ thảnh thơi cuộc đời. Bậc trí tuệ vuông bồi giới đức, tìm khắp nơi hiếm được một người. Chỗ nào có bậc trí tài, xóm làng hạnh phúc cuộc đời bình an. Ôi hạnh phúc Như Lai thị hiện, pháp cao siêu lăng chuyển khắp nơi. Tăng đoàn hòa hợp đạo trời, bốn hàng đệ tử cùng vui tu hành. Biết lễ kính những người đáng kính, Phật thánh hiền đức hạnh thanh cao. Những người chướng ngại sạch lầu, não phiền dứt sạch khổ đau giả từ. Nhờ cung kính chân tu quảng đại, bậc tình an tự tại thấy nghe, không còn sợ hãi sầu mê, phước lành mỹ mãn đề huệ bên ta.